chiến thu của Never Say Die nhé. Hôm nay thì mình sẽ nhảy Vita chiến thuật rút dạo bãi đỉnh cùng với lại ba người bạn nha anh em. Hôm nay lại có đi chơi cùng với lại anh Zuba, lại được đi té siêu xe rồi anh em ạ. Đáp xuống đây nào, đáp xuống đây nào, có ai xuống đây không? Không có ai rồi, nhìn nha, là không có ai rồi. Đáp xuống nhà này xem nào. Có giáp một Uzi luôn. Không trúng viên nào, bắn dọa tí. Mấy thanh niên tí anh em ạ. Trúng được một viên này. Đút đồ đá. Ui dồi ôi, làm bờ lách. Làm bờ lách rồi kìa. Ngó à, ngó à. AK mà bắn đầu ruồi vào đầu, cứ đầu mà giã thì chịu sao nổi. Đẩy mạnh, đẩy mạnh. À, bên bên hướng nhà Trung Quốc. Gạt luôn một bạn đầu tiên. Ý xa, lại lốc một người rồi, hay quá. Đẩy mạnh, đẩy mạnh. Lốc nó phải đẩy. Chơi máu lửa à? Đâu rồi, đâu rồi. Cận chiến là phải mang Uzi cho nó tự ti đi. Đội bắn ạ. Ăn đạn thế nhỉ? Úi xời ơi. Chào bánh dầu nóng. Mark the location. Gạt luôn không có cái Edward anh em ạ. M16 ở Silent này. Em xịt luôn. Cho quả lửa lên. I got supplies. Okay, okay, lên đường, lên đường. Ít xa. Bên xe khác luôn, con này là con xe gì nhỉ? Màu vàng luôn. Golden King luôn anh em. Okay. Mark the vehicle. Watch out! Nằm giữa đồng chúng tôi.
Vừa có thằng hồi sinh xuống nha. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video nhé. Video chỉ ở đây thôi. Hẹn mọi người vào những clip sau nhé. Bye bye.